xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bắc Đại Vlog của mình. Và hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại xưởng của công ty mình mọi người ơi. Sau lưng mình có một con 00350 nè, một con 00647 nè, và con vợ nhỏ của mình 33 đuôi nha mọi người. Thì hôm gài cũng khoảng 10 ngày không có ra video cho mọi người xem. Mình rất là buồn luôn. Mình biết mọi người trông đợi mình rất là nhiều luôn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video này để giải thích cho mọi người nghe vì sao mà hôm nay không có video cho mọi người xem nha. Thẳng sẵn đây mình lên đây để mình thăm con vợ nhỏ mình luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay sơ cái xưởng cho mọi người xem nha. Ê, đây, trước mắt mình là có một con vợ nhỏ 00350 nè. Ồ, cho mọi người xem sơ qua chút xíu nha. Em ấy bây giờ mới lắm luôn nha mọi người. Mới lắm luôn nha. Quay sơ thôi. Tại vì hiện tại bây giờ đang đậu ở trong cái mái che nè, cho nên nó hơi khá là tối nha mọi người. Đó, còn kế bên thì con 69B00647 nó hơi cũ hơn con 350 chút xíu. Đó, tại vì con 0350 thì làm rồi nè. Đó, làm rồi, còn 647 chưa làm nha mọi người. Cho nên nó hơi cũ tí xíu nha. À, còn bên đây là con 50H54833, con vợ nhỏ của mình đây. Mọi người thấy chưa? Đó. Ok, bây giờ thì thay vì bây giờ đậu trong cái mái che này, mình không có quay bên ngoài cho mọi người xem được. Mình sẽ vào bên trong, mình sẽ quay ở bên trong. Xong xuôi rồi, mình sẽ nói một vài cái lý do mà vì sao 10 hôm nay không có video cho mọi người xem nha. Và có một điều nữa là mình xin nhắc nhở tất cả những anh em tài xế luôn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ lên xe thôi. Mở cửa. Ây da, nó hơi tối nha mọi người. Mở cúp bình lên nha. Mở cúp bình lên. Đóng cửa lại mọi người ơi. Đó, vô đóng cửa lại. Bây giờ mình sẽ mở đèn lên. Mình sẽ mở đèn lên để mình quay cho mọi người xem nha. Mở đèn lên. Ok chưa? Mở đèn này luôn. Ok chưa? Đây, để mình quay sơ lại cái cabin của con vợ nhỏ mình cho mọi người xem nha. Cũng khá là lâu rồi mọi người không có xem video của mình ra. Không có xem được cái hành trình là lý do vì sao. Bây giờ mình sẽ quay sơ cái cabin cho mọi người xem nha mọi người. À, mọi người nhìn thấy có đẹp không? Kia Limousine nha mọi người. Quá đẹp luôn mọi người. Đây là cái double của vợ nhỏ mình nha. Đây là cái ghế bước lên nha mọi người. Có đèn led cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đèn led chuyển màu luôn mới ghê chứ. Chuyển màu luôn mới ghê nha, thấy chưa? Màu xanh nè. Màu xanh lá đọt chuối nè. Màu đỏ nè. Đẹp chưa mọi người? Đẹp nhất là cái chữ Kia Limousine nè mọi người. Wow, thấy chưa? Đây là cái màn hình nha. Đây là cái màn hình. Còn đây là cái đồng hồ túp lô nè, mọi người xem nè. Đây là những cái dãy nút bấm đèn nha mọi người. Những cái dãy nút bấm điều khiển là nằm bên đây hết luôn nha. Còn đây là cái lốc lạnh. Đó, cái lốc lạnh của em ấy đây. Lốc lạnh. ok. Bây giờ mình sẽ vào trong để mình quay sơ cho mọi người xem nha. Mở hết đèn đi. Mở hết đèn đi nha mọi người. Mở hết đèn nha. Đây, quay sơ cho mọi người xem luôn. Đây là chiếc VIP Limousine 34 phòng nha mọi người của công ty mình nha. Kia cá chê mới nhất của công ty mình. Đây là con vợ nhỏ của mình. Đó, mọi người thấy chưa? Dàn đèn đẹp chưa? Đây là cái tủ lạnh nha. Còn đây là cái ghế lơ nè. Đó, cái sàn thì mọi người nhìn cái sàn không? Cực kỳ đẹp. Sàn này là sàn giả gỗ nha mọi người. Đó.
Ok, sẽ đi dài vô bên trong, quay cái giường cho mọi người xem. À, cái giường thì cực kỳ là đẹp luôn. Là chiếc xe này á, thì cái nội thất của nó là khá là rộng rộng rãi hơn cái chiếc Mobi Home nha mọi người. Rộng rãi hơn chiếc Mobi Home rất là nhiều. Đây là cái dãy đường giường giữa nè. À, nằm rất là im luôn nha. Cái da này á, thì cực kỳ là tốt luôn mọi người. Da này nó im lắm luôn á. Ồ, mọi người thấy không? Ồ, nằm nó co vô nó ôm cái thân hình mình vô. Đã dữ lắm luôn á. Xe này là 34 phòng. 34 phòng nha. Mỗi phòng là đều có màn để mình kéo lại hết luôn. Đây, màn đây. Mỗi phòng là đều có cái tivi để mình xem luôn. À, có sạc điện thoại đầy đủ luôn nha mọi người. À, đây là cái mền đây. Mền cực kỳ là đẹp luôn. À. À, đây là những cái sáp thơm mình treo để cho xe mình nó vừa khử mùi mà nó vừa tạo mùi thơm nè mọi người. Đây mọi người nhìn cái trần nè. Ồ, mọi người nhìn thấy cái trần không? Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Ồ, cái trần nè. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Đây là đồ sạc điện thoại nè mọi người. Sạc điện thoại với mà ghim cái tai phone để mình nghe nè. Đó. Đi dài vô bên trong. Ở cái dãy đây là cái đường đi ngay giữa này nha mọi người. À, mình đi qua vòng qua bên đây nè. Đó, quay thẳng ra ngoài trước cho mọi người xem nè. Ồ, thấy chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó, đây là cái giường sau nha mọi người. Giường sau thì nó cũng như giống như giường trước thôi, nó không có khác gì hết. Đó, nó cũng rộng rãi như giường trước vậy thôi à. Cho nên là mọi người đi đặt vé là giường nào cũng được hết trơn á mọi người. Giường nào nó cũng y như nhau hết á, nó không có khác cái gì hết. Ồ, ghê chưa, ghê chưa. quá im luôn. Rồi, tại vì chiếc xe của mình đang đậu ở trong cái mái che, cho nên là nó khá là chật hẹp, nó khá là tối, cho nên mình không có review bên ngoài cho mọi người xem được. Thì mình review bên trong như vậy đó. Xe mình á, thì chạy tuyến bến xe Cà Mau, bến xe miền Đông mới nha. Mọi người đi ở Sài Gòn, bất kỳ các quận nào ở Sài Gòn đều được công ty mình trung chuyển đi hết. Và bến xe miền Đông mới đó, bệnh viện Ung Bướu và tất cả các trường đại học này kia đồ á là công ty mình đưa đi hết luôn nha mọi người. À, không có chỗ nào mà không đưa hết. Trừ quận 7 ra nha, trừ quận 7 ra, quận 7 là không có đưa, quận 7, quận 8 là không có đưa nha mọi người. Đó, rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người nghe về lý do vì sao mà hôm nay mình không có ra video cho mọi người xem. Thì mình cũng rất là buồn, mình cũng hiểu được là mọi người đã trông chờ mình rất là nhiều và mình cũng khá là buồn khi không có video cho mọi người xem. Thật sự mình xin cáo lỗi với tất cả mọi người nha. Cái lý do là mình không ra video là do cái bằng của mình nó bị hết hạn á mọi người. Cái bằng của mình nó bị hết hạn cho nên là mình không có chạy được, cho nên là không có ra video cho mọi người xem được. À, thì mình đang trong cái thời gian đổi lại cái bằng. Mà mọi người biết lý do vì sao mà nó lâu không? Thì thường thường đổi bằng là 1 2 ngày là có bằng à mọi người. Nhưng mà cái lý do này á, mình cũng xin là nhắc nhở với tất cả những anh em tài xế rút kinh nghiệm từ cái vấn đề của mình mà anh em rút kinh nghiệm nha. Khi mình đổi bằng thì mình liên hệ với bên sở giao thông vận tải và khi đó người ta sẽ check lên cái hệ thống là mình còn cái vi phạm nào bị treo hay không. Đó. Và khi mà sở giao thông check lên cái hệ thống thì mình có 3 cái vi phạm đang bị treo. Những cái vi phạm đó là mình đã đóng phạt lâu dữ lắm rồi mọi người. Lâu dữ lắm rồi nhưng mà khi đóng phạt á, đóng phạt xong người ta không có gỡ xuống, nó vẫn còn treo trên cái hệ thống đó, là bắt buộc mình phải gỡ những cái phạt đó xuống mình mới người ta mới cho mình đổi cái bằng lái đó. Thì gỡ thì mình liên hệ bằng cách nào? Qua số điện thoại và lên trực tiếp. Thì qua số điện thoại thì mình tìm không có số điện thoại, tìm có số điện thoại đó nhưng mình gọi không được. Mình bị 3 tỉnh, Sài Gòn, Bạc Liêu, Long An, đó 3 tỉnh luôn. Thì mình liên hệ đi số điện thoại không được thì mình phải bắt buộc mình phải lên tới nơi.
Mình lên tới Sài Gòn nó mất một ngày, và mình xuống Long An nó mất một ngày, và mình đi lên Bạc Liêu nó mất một ngày. Đó, đi ba tỉnh như vậy đó mọi người. Nhưng mà khi đi ba tỉnh như vậy á, thì chỉ có Bạc Liêu và Long An là gỡ xuống cho mình thôi. Còn Sài Gòn không biết lý do vì sao mà Sài Gòn gỡ 4 5 ngày mà chưa xong. Đó, cho nên nên là bắt buộc mình phải chờ. Đó, cái bằng lái của mình hết hạn, mình đâu có chạy được đâu mọi người. Cho nên là không có video cho mọi người xem là vậy. Và qua đây á, thì mình cũng xin nhắc nhở với tất cả những anh em tài xế. Khi mà mình bị lỗi gì đó, mình đi đóng phạt. Khi mà đóng phạt xong rồi, mình hãy yêu cầu người ta gỡ cái vi phạm xuống. Đó. Đóng phạt xong mình cứ yêu cầu người ta gỡ vi phạm xuống liền, để tránh cái tình trạng như mình là một thời gian sau á, với cái vi phạm đó nó vẫn còn treo. Đó là mình khi mà mình đi đổi bằng lái hoặc khi có vấn đề gì đó là mình phải bỏ công bỏ sức ra mình đi, nó rất là phiền. Đó, cho nên là đây là một cũng là một cái bài học, một cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ lại cho tất cả những anh em tài xế rút kinh nghiệm. Khi mà mình đóng phạt xong rồi mình yêu cầu người ta gỡ xuống liền. À, gỡ xuống liền nha, chứ để nó treo trên đó nó ảnh hưởng nhiều lắm. Đó. Thì mình bị treo, hiện tại bây giờ thì chỉ còn Sài Gòn là chưa gỡ. Thì mình sẽ cố bữa đó mình lên tới tận nơi luôn, tận nơi yêu cầu người ta gỡ, người ta nói là anh về đi. À, tụi em sẽ lục lại hồ sơ và gỡ trong vòng buổi sáng cho anh. Nhưng mà trải qua 4 5 ngày nay cũng chưa gỡ xong nữa, mình chẳng hiểu lý do vì sao. Mình điện lên á thì người ta nói là do đường truyền, do ảnh hưởng đường truyền. Thì người ta nói vậy thì mình nghe vậy thôi chứ biết sao giờ. Thì bây giờ chờ đợi người ta gỡ xong thì mình sẽ vô mình đổi bằng lái. Giấy tờ giấy khám sức khỏe mình đã làm xong xuôi hết trơn rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ chờ đợi người ta gỡ xong mình mới đổi bằng lái được nha mọi người. Và khi mà đổi bằng lái được thì mình mới làm video hành trình cùng con vợ nhỏ này cho mọi người xem nha. Mọi người thông cảm giúp mình nha mọi người. Ok, bây giờ video này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.